táo là vừa thiêu, trộn cho Ngọc Anh này xong. Đấy, chuẩn bị vào gần nhà thư hoa thì tiện tay bẩn rồi. Sẵn có cây xanh này thì làm nốt cây xanh này. Rồi về tuyệt phẩm thì cái này thì cũng không gọi, không dám nói được, nhưng mà để một dòng cây mà tầm dưới 5 triệu thì nó cũng là một cây khá là ổn. Nên là nếu mà các bác nào có hơi hướng theo lối cổ và thích ôm đá một chút thì nó khá là ổn. Nó khá là thoáng cây, thoáng răm và có những cái nghệ thuật mà riêng của nó. Ôm đá thì cũng khá là lâu rồi. Các bác nhìn ra biết những cái rễ từ đời đầu tiên mà ôm đá thì nó đã được thay thế bằng những rễ khác rồi. Đấy, tay răm là khá đầy đủ rồi, thoáng cây rồi. Hơi lối cổ một chút, ba bông, hai tay một ngọn, và trong những cái tay, cái ngọn thì lại chia ra những cái chỉ những cái thứ cấp tiếp theo. Đấy, chậu cũng hợp lý rồi. Nói chung là để mà cái tầm giá dưới 5 triệu thì em nghĩ là cây này là cũng được. Rồi, bây giờ để em chỉnh lại xăm một số điểm một chút thôi. Lúc mà lấy thì người ta đã cắt răm sơ sơ rồi, nhưng mà nó không được ưng ý cho lắm.
Đấy. Thì báo cáo vừa bấm sơ sơ chút cái cây này. Cây tông thì tông cao nhưng mà khá là hài hòa và nó thoáng cây, nhìn nó thoáng cây quá. Mà cả nó cũng đã có tuổi rồi. Có tuổi rồi. Đấy thì mục đích của em là đấy. Thì cây nào thì tiền nào của nấy mà các bác. Có điều là cái tầm tiền mà dưới 5 triệu nghĩ cây này là cũng đẹp rồi. Đã cũng đẹp. Tông cao và đã hoàn thiện. Đã hoàn thiện rồi chỉ chơi dăm đẹp lại thêm thôi. Đấy. Có cái tay này. Em rất là thích cái tay này. Tay nghệ thuật này. Đấy. Và nó ôm lấy cái hòn đá này. Phần trực cũng rất là hay. Bông dăm đầy đủ rồi. Đấy. Nó nhìn cảm giác nó hài hòa một thoáng cây quá. Tất nhiên là nó không phải siêu phẩm gì cả. Điện đấy. Mục đích là mình chơi đa dạng như một chút. Đấy. Bông dăm chia đã rất đầy đủ rồi. Không hề có những cái vết 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 vào dây là đã liền hết rồi. Không có những cái thắt, không có những cái vết bị thắt bởi dây trước. Như bông bóng này rất là hài hòa so với cái chiều thuận của cây và cái chậu của nó. Đấy. Khá là rụt rịt, tay này khá là rụt rịt. Dăm rất đầy rồi. Cây cũng khá là khỏe. Nó về cứ thả lên một khay nước là sống vô tư. Rất đẹp, ôm đá đây. Nhìn là biết cũng khá là nhiều năm rồi đây. Đó. Nếu mà nó nằm trên hòn đá mà nghệ thuật nữa thì chắc nó cũng khá nhiều tiền hơn rồi. Đấy, chiều ngang cây đây. Mang răng dấp lối cổ các bác nhé. Lối cổ nhé. Đây cảnh cũng không bị nghịch nhiều. Không bị nghịch. Đấy. Ngọn cũng khá là ngọn chỉ rồi. Đấy. Đấy. Có cái rễ buông xuống ở đây. Sau này cái rễ này có vắt vào đây chút. Nó cho lưới thoải mái đi đã. Đấy. Chắc mấy hôm nay để hơi bị thiếu nước nên là nó nhìn nó khô thôi, chứ còn đang phun mầm phun lộc rất là dã man. Rất phù hợp cho những cái bác mà mới mới chơi hoặc là điều kiện kinh tế nó chưa có thì chơi cái này rất là hay, rất hay đấy. Các cụ mà được cái cây này thì thích lắm. Thứ nhất là đá sơn thủy rồi, thứ hai là nó hoàn thiện rồi. Thứ ba là nhìn cây nó thoáng cây rồi. Cảm ơn các bác nhé, vừa nhài hơi nhiều tí.